to hết chứ. Điều nào ta? Nghe dấu xí không? Hồ Đế Bàn kia đây, vô coi kìa, to rộng quá chưa, trời kia họ chào mình tới không tệ. Không ý em bẻo cái chỗ kìa, cái chỗ kìa họ tao chào tới không tệ. Ừ. Còn thép vô được chứ mới đâu. À. Vô thì mình đi bộ vô, mình hỏi nó mình vô. Mình đứng vài giây vô. Đây, đi ăn. Kìa. Cái hở anh vô vô bình thường quen vô được hết á. Dạ. Đây. Ở dưới đây là cái đập Đế Bàn nè. Nghe rộng không? Thì người ta đây. Cẩn thận nha anh. Dạ. Đây. Hồ rộng quá không? Đây là hồ Đế Bàn kìa, có ghi kìa. Thông nữ chén rồi lấy cái đi gậy thì được rồi. Đây thôi được rồi, anh nhảy cũng được. Như kìa họ chăn bò họ thẻ làm xu dân tích như kia. Đó thì kìa, xin quay cái mặt ở đây nè. Đây. Hôm đây là một cái bãi đất nè. Lại lên như này, cái này nó có cái đường tới kia. Cái hồ nó bắt ngang từ chỗ đó qua bên đây. Này. Đây nó có cái tấm bản nè. Này. Nhưng mà cái chỗ kia họ cũng đóng luôn sao không? Ủa? À, cái này mình quay được. Đi xuống dưới kia luôn. À. Bánh đưa bò đưa gì dưới đó. Đi về đó xuống. Bánh gì ở đây từ đó. À. Cái kia là họ xây cái gì ta? Cái đây nè anh. Đây nè, cái trụ này nè. Hay là cái hầm đó nước xuống. Cái cột dưới đó hả? Đúng rồi.
Dưới đó là cái cống xẻ lũ á. À. Bên mặt bên kia là cái mặt lưới trắng để nó có cây hoặc kẽ nó chui vô nước, nó chui bên kia. À, là cái này xong rồi là nó sẽ chui vô cái hầm dưới đây. Cái lỗ bự đó xuống đó, à, đó có mặt kẽ dưới đó nữa. Đó là cái hồ chính. Ồ, oh, wow, nó rộng quá chưa. Nước lớn rồi, nó rộng rồi chứ, nước ở đây nước dưng nè. Cái nước ấy đâu. Ủa dữ ra. Em thì gậy thì được rồi. Đây. Rộng thênh thang luôn. Coi kìa. À, ông anh bảo là cái này là cái chỗ để xẻ nước xuống. Cái đớ bên dưới là cái đớ nó bận làm cái họ ngầm dưới. À. Thì nó khi nước nhiều quá nó buộc cái xẻ lũ mưa nhiều quá. Có thể là mình đặt cái chuối xuống, âm xuống dưới dưới là phòng bự á. À. Kìa. Này cái chỗ này là cái cống nè. Ở dưới đó là có cái cống để xẻ xuống dưới này. Đây. Xẻ xuống dưới này. Đây. Đây, cho đây. Đó. Ồ, nó sâu quá chứ. Thì nước này là nó sẽ điều gì Ninh Hòa. Ừ, rộng chưa? Rộng thênh thang luôn. Đây, quế trời luôn, quế trời quế đất luôn. Chỗ kia chắc là phải đi vô trong kia. Đi vô trong kia mới đi vô đây. Nhưng mà không biết là họ có cho vào hay không. Trời, nó tít tít tút tút lút trên kia luôn kìa. Họ bỏ cái biển cấm kìa, cấm xuống kìa. Nhưng mà cái này ghi tàu kiểu như người ta đi đánh ké rồi sao. Này nhỏ nhỏ không. Chỗ này là họ sẽ lũ nè. Dưới đó là họ lại miệng cống rồi hả. Bình thường là nước nhiều lắm. Cái hồ quét trời hồ luôn. Anh nằm tít trên kia kìa. Gần cái núi màu xanh kìa. Đây. Hồ này không rộng. Hồ này là điều nước gì à? Thị xã Ninh Hòa. Còn một hồ là Eruru. Là cái hồ đó là đập thủy điện á. Này cái mặt bên đây nè. Mặt bên này nó sâu. Này là cái chỗ điều nước. Đấy, xẻ nước gì à? Đây, từ bên đây. Từ bên đây bắt que bên đây. Chặn lại. Còn ở trên đây thì còn cái hồ nó chứa nè. Nhưng mà giờ là cũng nước cạn rồi nè. Lúc trước nè nó quay lên tới đây nè. Giờ nó cạn rồi. Đây cũng có người kìa.
họ dữ. Ồ đẹp bạn. Đây còn núi không? Nhưng mà nó có cái di tích nữa. Cái di tích nữa nãy ông anh bảo là như là nó nằm ở đâu bên kia hay sao à? Nói chung là nằm ở đâu mặt bên nào á chứ nó không nằm mặt ở đây. Ở đây thì không có. Đây chỉ có cái hồ vậy thôi. Kìa tàu họ quẹo kìa. Anh như cái di tích là nó nằm khúc nào đâu? Cái mặt khúc nào? Kìa tàu kìa, tàu hả? Cái họ đi đánh ké rồi họ tới rồi. Khu di tích là nằm ngay nào? Để đây xuống giữa cái hồ không? À về bên đây có cái tùm để có mới để trắng thấy không? Dạ. Yeah. Đó là cái đảo đầu hồ xung quanh nước cho bao vòng. Đó, trong cái đảo đó. À trong đảo đó là để em thấy cái tùm đế trắng. Rồi thấy không? Vô lúc đó cái tùm đế trắng xung quanh có một cụm rừng á. Dạ. Xung quanh nước cho bao quanh á. Nước hồ lớn nên bao quanh lại. À trong đó có cái di tích lịch sử thời kháng chiến á. À vì mà nó vậy cái này nó cũng nằm ở giữa cái hồ luôn không? Mình nước kẹo này chỗ đó là gọi cái sông cái điểm sông lớn đổ xuống đồng hồ này nè. Yeah. Đó cái sông cái luôn bên bế bên kia cái gầm mình đó. Người ta cũng ít đánh bắt rồi kiểu lâu lâu rồi không? Hả? Bời gì hả? Rên không? Rên không lên đi chơi rồi. Cô chân mày xe nhà đại tí xì tí xì không? Xì máy không? Dạ. Gãy xe vậy? Gãy. Lâu chưa? Dạ, hơn một tháng rồi. Trời, tí ở đâu rồi? Dạ, tí qua chị Sơn á. Cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm. Rộng thênh thang. Vì đây chắc là người ta đi quê đi lại rồi chứ đúng không anh? Chứ cái này đâu thấy họ đánh ké đâu, đến mà đánh ké là có lứ rồi chứ cái này đâu thấy. Ừ.